Ok nha mọi người, giờ cũng tặng máy rồi, giờ mọi người chờ con cháu một chút nha, đợi cô Linh tới là xử cô Linh liền. Bữa nay là cô Linh tới một chuyện với cô con cháu luôn. Cô Linh ấy giữa chị trưởng lên nhau nội, tôi không có giỡn nha. Nó cho anh Thảo rồi chứ cho anh mày nữa đâu. Không mà gạt tôi lần này nữa, lần sau là khỏi vụ tôi á. Không nghĩ. Không ra gạt. Nghĩ giảm tải đi. Dạ. Chờ thiệt không? Kêu xong kêu nãy giờ này mới ra. Thiên mát ngày nào tụi anh cũng ra đây. Đây mát thôi, uống sao lấy em uống. Uống gì anh ra tôi cho anh biết. Sao vậy? Khỏi, cởi ngồi kết lé luôn. Ê, không có giỡn nha. Đi ra ngồi chơi có làm gì đâu. Bữa nay Thảo em nghỉ hết rồi. Kia nó nói rồi ngồi kế tôi cả. Có sao? Dài gì mà ngồi kế tôi. Rồi ngồi đây nè. Để ngồi kế bên bé nó nổi da gà nó gì chứ. Mày nghe nè. Trời, uống gì anh đi mua. Nước mía rồi cậu. Trời. Hai ly nước mía hả? Con này khói mắt mẻ không bé. Tự nhiên ta tới. Tự nhiên đây. Hai đứa tới thăm mày. Nè. Còn lâu nữa ấy để có sao mà ổn không? Đàn ông không? Linh qua tâm sự với anh bé coi ngại gì vậy? Thôi nha. Chỗ cái gì chung để tôi làm luôn ổng. Trời. Em nước mía em gì? Nước mía. Nước mía có, chanh muối có, cái gì cũng có. Uống nước mắt kìa luôn. Chị còn nấu, cô Linh đi uống cà phê. Chị cà phê quán tốt kia mà chỗ đó nóng, ra đây ngồi cho mát. Ngủ ra quán được. Không ra đây em hay ngủ luôn, con bé nè. Chị hả mẹ mút? Biết chỗ đó nè. Hôm qua giỡn xíu có cả. Không quen, hôm qua ăn có ngon lành đâu vui. Sao không ngon? Thấy ăn quá trời luôn không ngon hơn. Con lại mất đi học rồi, đâu đâu. Hôm qua ông Hưng đi học chứ vậy. Tự nhiên xíu hôm qua giỡn có mặt cơ. Kêu béo giỡn cái gì mà giỡn? Chị Thảo qua ngồi á. Ghế đá chủ quân ngủ nha. Trời ơi, hôm qua phải có con chứ. Hôm qua hả, ông Hùng hả, anh Hùng anh ấy hả? Cô Linh với cô Thảo hả, nhét hả, giớt con bé. Quẹ, chị nhắc tới ông cố nọ trăm ngàn cái đắng. Trời, nó ông còn mừng mướn cái này là nó cô Linh với cô Thảo này là. Bữa nào kêu ông còn mừng biểu diễn thôi. Biểu diễn gì nữa? Ông có hài khác không? Ông có siêu nhân lực. Ông thấy siêu độn luôn. Mà tao lao mà đừng nói xạm vô chính tâm mà phải tao bả mày ơi. Làm như phim trường Hollywood kia siêu nhân lực. Trời không tin ông có siêu lực hả? À ông coi bó được nè. Ông nhìn xuyên thấu, ông nhìn thấy đồ hết luôn. Có là ba gái mà đừng có kêu ông làm ba trò đó nha mày. Thì cũng đó. Anh bé có hả? Ông có ông quỷ ông ghê lắm, vô ông nhìn tùm lum tà la thấy đồ luôn á. Thấy im ông vô á. Gì vậy? Nè em nè. Thôi im vậy tôi hỏi. Anh là anh Hùng. Dạ. Thôi dừng rồi. Khoan tôi hỏi. Khoan đi. Anh Hùng. Vậy. Được. Khoan đi. Dậy giờ anh học rồi, về anh học ha. Ừ, về trước đi. Dạ. Về nha, lên ngồi chơi xíu con. Đi học. Sao đứng đứa nào? Tôi đâu cũng biết rồi. Anh mới nghe mà sao biết anh coi bói được hay vậy? Hưng mới quỷ nói rồi. Quỷ nhỏ kia nói cả. Anh bé nói anh hả, tao nhìn hết thấy hết của ổng rồi. Thôi luôn. Tao có đây cái đó là ổng thôi mà làm cái đó nó hao năng lực lắm, anh phải gồng từ lên cả. Đến rồi. Bốc phét ít thôi. Lực lắm, anh phải gồng từ lên cả. Gồng lên có nhiều khi hả, hai con mắt đỏ luôn. Tao không thể. Ôi giỡn, em cũng không tin. Nghĩ sao là thời giờ năm 2020 mấy rồi ta. Bữa anh tính mở công ty cho con bố luôn. Đúng rồi, em không tin rồi đó. Thử đi. Làm gì giờ sao? Ừ, sao? 20.000 quẻ. Trời. Thôi anh em mà thôi, anh bé cho mày đi. Mày thì bà phái ngộ à. Anh bé. Đâu thấy gì vậy? Em thử coi, em chưa có biết bao giờ á. Bé cho em mượn 20 đi. Thôi bây giờ thôi này, em thử ra nha, nói thử thôi nha. Thôi. Nói thử trong túi em có cái gì cái đã. Không ơi, em mượn, mở mượn. Thôi, dạ, phải nói gì vậy? Không, thôi. Thôi thử. Chứ vậy không? Chuyện cho em, có coi. Đừng có sao coi, không lời lắm.
Trời ơi, vòng này vòng đó chưa? Chờ anh chút nha. Đâu, kính mít hết trơn mà không thấy được gì, lộ điện thoại không, em đón có điện thoại. Thấy rồi, thấy rồi. Ê, à, thấy gì vậy? Thấy gì ghê vậy? Thấy trong túi con Linh. Có một cây son. Có một cây son, đúng không? Hai ba món lực nhưng mà hai ba món lực nhưng mà cái cây son nó nằm ở ngoài trước rồi. Trời ơi, gái em không có son không thì tôi gái em. Trời ơi, nó xàm cho ta chửi vô mặt à. Thôi đâu gái. Em nói vậy chứ con bé có đem son theo đâu. Em lộn lộn. Ủa tao bao nhà nha. À, anh bé em mang cái bộ đem son vậy. Mà bây giờ có son không? Có. Có. Con gái ai mà không đem son cho em là ngầu. Bây giờ một bộ nữa. Thôi đừng có coi nữa, không có tổng lao quá. Thôi anh coi khác đi. Ông đi cái son thiệt á. Tôi là ông thôi. Bây giờ bỏ giờ có cái son không, lấy cái son ra đi rồi anh coi tiếp. Lấy anh thấy sao em phải nhớ lấy đi cho anh lấy ra, bây giờ anh che mắt lại rồi nè. Có chỗ coi nữa. Dột dột em mốt người lâu 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 biểu diễn cho nó coi một chút. Nó còn thấy tùm lum tà la của nó sao? Thấy gì đâu. Rồi cái gì nữa đi, tôi có gì nữa. Trời chút nha. Rồi lấy cái son ra phải không? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy gì tụi nó lại đây. Cái chai gì mà cái chai gì mà tha tha đây nè. Anh không biết cái chai đó chai gì, chai nhỏ nhỏ vậy nè. Kem kem gì đó hay là kem hay chống nắng gì đó, thấy có cái chai nhỏ vậy nè, đúng không? Thấy không? Mày thấy không? Cái người ta cũng xài xong cho mày. Trời ơi. Là có không? Đi nè. Tụi đó tên nó không tin anh gài, nó không tin anh tao nói là xài mấy cái này tao nói được chọn con chúng không thấy tùm lum tà la vậy coi bói được luôn. Hồi nãy thì cái này là biểu diễn sơ sơ thôi đúng không? Em chứ bình thường là tao ở nhà tao không có đem theo. Cái gì em không tin đúng không? Thôi giờ không tin giờ đón cái gì đi chứ, hai cái này con gái em không xài hai này. Trời ơi, anh có năng lực từ lâu. Giờ bây giờ biết rồi, tao hỏi đừng chọn con chúng không thấy tùm lum tà la vậy. Anh có năng lực từ lâu rồi. Em gái thì những cái món này thì đón đúng rồi, em gái nào không đem xong. Bà cứ tào lao cái này là đã đón hai món như vậy rồi, cũng không thấy từ mướn tào lao vậy. Nó chưa phục anh đúng không? Không phục, tại vì chỉ có tiền là anh không biết thôi à. Em là anh không biết em có bao nhiêu tiền đâu. Bây giờ muốn anh đón đón tiền đó đúng không? Ờ, bây giờ anh đón tiền. Ờ, thấy ông nhìn đừng nhìn tào lao, thấy lưng tào lao. Tiền phải nhìn kỹ hơn chứ. Hiểu không? Em muốn chồng thấy là gì á? Vòng vòng của mày im đi. Trời ơi, anh tính mở công ty coi bói nữa. Anh thấy hết luôn. Bây giờ chút nha. Hôm bữa là tôi nè. Mày không sầm mông để tao biểu diễn cái coi. Cho em hút nó lại coi. Mở đừng nhìn ta kỳ nhất nổi hơn. Tao gái lứa không ơi. Mày mệt quá. Tao đang tập trung nè. Rồi nha, chờ chút. Ô ghê lắm. Chờ chút, ta đang cộng tiền lại mà. Trời ơi, con nhỏ mẹ con gái lứa đem cho trường có chút xíu tiền trời. 32 37.000. Thấy luôn. Cái gì, như vậy, như vậy. Thấy chưa, ta nói rồi, đừng có chọc tôi. Cái này nhiều khi giả bộ nói mày nói chính xác luôn rồi nè, tao đem theo có 37.000 à. À, con linh đứt nãy anh à, nó sợ anh luôn. Ôi, con Thảo nó không tin, con quỷ Thảo nãy giờ chưa tin nữa. Đó, đúng mà có mấy cái này mà. Thôi bây giờ như vậy đi, Thảo không tin đúng không? Không biết đâu. Đừng có kêu con nữa. Không mệt có giờ thời buổi nào mà đón ba cái này. Trời ơi. Mà nói anh, không có đâu. Anh đi coi bói được đó, bây giờ mình đều cái lấy ngại lắm. Cái không, tiền này là tao tính anh coi giúp tao ta thôi. Ai mà ai có nhu cầu anh coi giùm. Nó không tin. Có gì anh? Cái kia không coi gì tùm lum tà la nha. Không hiểu nha. Đó, nó không tin đúng không? Trời ơi, mà ai mà coi mấy cái này nữa, ai đâu mà tin. Chứ giờ có tin thì sao? Không tin, không tin, nhưng mà kia nó nhỏ vô gì vậy? Kêu không coi nha. Không tin, tôi phải phá tàu lao nha ông nội. Anh cũng không muốn coi nữa. Đấy. Anh nói đi. Nói cho nó tin. Nói cho nó tin đúng không? Nói cho nó tin. Cái này anh cũng không muốn nó nhận. Trong chiêu nó nhìn anh dữ quá.
thấy rồi. Dạ. Trên đen dưới đỏ, nó mặc đồ á, trên đen dưới đỏ, anh đâu muốn dòm á. Nói cho nó tin. Nói cho nó tin đúng không? Anh nói cho nó tin. Cái này anh cũng không muốn nha. Ông chiêu nó nhìn ăn dữ rồi. Thấy rồi. Dạ. Trên đen dưới đỏ, nó mặc đồ á, trên đen dưới đỏ, anh đâu muốn dòm á. Quỷ cầu lao quá. Lần. Ủa? Hả? Linh nó kêu anh coi. Ê! Anh chút lộn 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 lộn. Quỷ cầu lao. Ủa? Hả? Cái kia. Hả? Quân Linh nó kêu anh coi. Ê! Anh muốn ai muốn coi. Còn tao muốn đi đâu? Ủa tôi nhìn tôi không thấy vậy? Trên đỏ dưới đèn quá ơi, nó ngược nữa. Mày kêu Linh hỏi thì kêu Linh hỏi trời. Đúng ra tôi cũng coi nữa, tôi mắc cỡ luôn, tôi đi á. Cái gì mà trên đường này nè, tự nhiên đã không muốn coi rồi. Em xuôi á, em xuôi với ai? Ai mà biết anh coi nó. Đã nói vậy mà em còn không tin, anh coi 2-3 món đồ cho em rồi. Em còn không tin nữa, em xuôi chưa coi. Vậy nó đổ đây mà thôi, trên đổ mà. Nó mặc đồ trong. Trời ơi, nó không ở trong. Đi coi đi coi qua, tao phải mở ra. Quỷ luôn à, tao không muốn coi đâu. Ra đây uống nước. Bà nội vô kêu đã nói là tin ổng rồi. Kêu coi ba ba cái trong người lên chi vậy? Nó buồn rồi kìa. Tự nhiên anh đánh gì ông đó, anh đánh. Em xuống cho đã rồi, anh có muốn coi đâu. Đã nãy nói rồi. Bậu quá. Buông tay ra đi, anh có dòm nữa đâu. Thôi đi về đi, tự nhiên ra đây uống nước không uống mà đứng đón 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 gì á. Ông thì uống nước, ông già lớn. Tự nhiên mày la con Quỷ Linh kìa, nó kêu anh coi kìa. Tự nhiên à, tao có muốn coi cái đó đâu. Mày biết không, mỗi lần tao dòm tao thấy là tao hao năng lực lắm. Anh ơi. Anh không ai biết ông coi mà nha. Ông điểm dạo nữa, ông kỳ đi coi bái đồ đồ của con nhỏ mà. Mày ra con Linh rồi, mày nói con Linh rồi, con Linh. Quỷ Linh rồi nói lại qua nó nhỏ trong hùng gì vậy? Tôi có biết ông coi, nó mất vậy đâu. Trời ơi, ông đi rồi, vô ngồi chơi kém ra. Ờ, vô ngồi quá, nó đi cạo đi, bây giờ làm đi cạo. Cái coi ông thấy bả, ta thấy bả là ông hết. Cái năng lực à. Đừng có đè đâu với ông. Đi về đem ông quay lại đây đi về đó. Đi ông thấy bà mày bà là ông hết cái siêu năng lực hả? Tự nhiên cái chủ ở đây uống nước vô cái ngồi đón cái gì đi đỏ đỏ đen. Cái ai biểu cái không tin ông chị. Ông la nhỏ hồi nhỏ miếu nhỏ khóc tu uống dỗ đâu cha. Anh thấy cái gì thì chứ thợ bây giờ ai mà hả siêu năng lực siêu nhân gì đây? Ôi ơi trời giờ cái biểu cho ông còn thấy người la vậy. Mai mốt bà đừng có xuống kiếm tôi nữa, ông không thấy hết luôn á. Trời ơi, tự nhiên ta con gái ba đủ chơi với mấy cái trò đó này đó họ. Trời ơi, chết con biết thái gì đâu. Quả ai biểu con tin đi. Có lỡ rồi vô ngồi chơi. Bộ Quỷ Linh à, vô ngồi nó nhỏ ông đi. Chơi rồi bắt đầu hả đấu cái này đấu cái nọ ghê à. Ôi đúng mà, trời ông đi đâu có ổng ra. Thôi vô ngồi chơi, ổng hết siêu năng lực không. Chị vô chị ngồi chị chơi đi, ai mà thiệt ngồi chơi gì đâu mà đấu. Ờ đúng rồi, tao con gái em đón mấy đó người ta ngại chứ bộ. Ông quên chứ ông à. Cái đó nãy đi lại là chuyện nói nhỏ với ông hụt gì à. Đấu thử ở trong con Thảo rồi. Đó phải tại chị vô, chị kêu ta đấu ở trong của em có gì ta đấu. Chị kêu ông đón túi em này kia giúp chị, ai biết ông nói tào lao gì đâu à ông này. Quỷ Linh thì chơi con bác. Chị có đi về không? Thôi tự nhiên em bỏ em bé ở đây mà. Chứ tự nhiên ra đây ngồi người ông đấu hết trơn rồi ngồi đây nữa bộ không biết nhảy hay trời. Đang cái ông đứng chơi đấu gì chứ. Nhưng mà nãy ông đấu gì chơi. Trong túi chị rồi có gì. Ờ hồi nãy Quỷ Linh qua nó nhỏ với ông gì đó. Chị là mấy cái đồ hả. Cái chân thì khi nọ em móc ra thì ông đấu được. Ông thấy thì ông đấu được thôi. Mấy cái đó con gái ai mà ông xài còn tự nhiên đây ông đấu hết. Trời ơi cái nói nghe nha. Cái ông Hùng cái ông thấy được hết luôn á. Ông già thật luôn á. Tự nhiên ông thấy được của em hết trơn. Ồ thấy ông già thật luôn á. Cái gì người ta nói rồi, tự nhiên qua nó nhỏ chứ không á. Chị thấy da thịt Thảo luôn. Có gì mà. Ghê quá à. Thôi ngồi chơi đi mà, chứ chứ giờ lỡ lại rồi chứ. Ai mà chơi mấy cái trò biến thái gì vậy, chứ có đưa chị phá xe cho em về không? Thôi, đi ngồi đi chơi cái gì trở về. Đúng rồi, cái đề tài là tại Quỷ Linh không à. Tự nhiên là cái chị không đó. Ông chia sẻ một
mà hổ quá thì tự nhiên cái kêu Hùng nó đấu lên đấu mấy đồ vật của mình. Hùng Qua nói nhỏ với Hùng á là đấu ở trong khu thảo. Bây giờ chị ở đây chơi đi, anh thích chơi mấy cái trò này. Ủa sao chị bộ chơi ở đây chơi mà cho chở hết chị chơi mình vậy đi. Thôi đừng đi mà ơi, chở chơi mình đi. Nãy giờ ông đấu đúng thấy hết trơn rồi. Có đâu ngồi chơi đi, ổng ra điện tao kêu tao đem đồ theo rồi cho anh chọc mày á mà. Hello. Ủa em đâu rồi Linh? Tính rủ mình em ra qua Hòa Đình Long Phượng uống nước mà sẵn. Ê Linh, bữa nay em qua em rủ con Thảo đi ra Hòa Đình Long Phượng uống nước với anh với con bé đồ ngồi ngoài này. Mày em sầm mới để thôi. Để rủ Thảo cho anh Thảo. Rủ nó hả? Ừ, phải đi qua nhà nó chơi xíu. Rồi kêu nó ra bữa nay cho nó một bữa Linh. Cho nó hả? Cho nó không cho con bé nữa. Cho con bé nó xả hơi, bữa con bé nó nằm đây lộn rồi, lộn rồi. Tao thấy anh móc điện thoại ra nó la, nó nhảy dựng ôm sùm nãy giờ rồi. Có né là em đi à. Trời, để em rủ Thảo mà nghe, né nữa nó đi liền á. Anh cho nó một bữa nha. Anh cho sao giờ, cho sao? Thì để anh tắt cái máy quay anh chỉ xem. Giờ em cứ rủ nó ra Đình Long Phượng uống nước với tụi anh đi. Nó có anh, có anh bé ngoài này là nó ra, nó khoái anh bé rồi. Để em trước nó, kêu nó chạy em nha. Để em với Thảo nha. Nói Thảo có anh bé ngồi ngoài Đình Long Phượng là nó đi rồi. Rồi vậy nè nha, để anh tắt cái máy rồi anh gọi lại cho em. Dạ rồi. Có phải không á, có thiệt không á? Ôi anh bé, chồng bài ông bé ông cừ kìa đó. Ngay à, thôi. Trời. Hồi nó khóc bây giờ, nó giờ nó sợ rồi đó. Thì cũng nói con, nó còn con ta để con ta có thiệt không, tự nhiên ông gọi chị, ông kêu chị mang mấy cái này rồi điện vậy chi vậy? Thiệt, tại hôm kia tao mang đồ lên, ổng điện hỏi tao đâu, tao la lên nhà mày chơi. Ổng kêu trời ơi buồn quá rồi, trời Thảo một bữa rồi. Rồi phản ứng làm sao rồi, xong rồi tao kêu tao đem những món này ổng đón ra thôi. Chứ mày nghĩ là bình thường đi. Ủa, nó còn nhỏ sợ kìa.